Ơi, Đại Lúa xin chào mấy chú cô bà con nông dân, một ngày mới tốt đẹp. Xin chúc cho mấy chú bà con mình trúng mùa được giá. Được giá trúng mùa luôn. Là bữa nay ông anh mình xào phân. Khu đất này là cũng chi tô mang giang. Để ảnh qua mình hỏi coi chia sẻ về coi xào bữa nay nhiêu ký rồi lúa này được nhiêu ngày rồi. Xung quanh này có miếng chỗ đó đó, cái miếng vàng dưới đó đó là chỗ rồi đó mấy chú bà con mình. Đó. Ở đây cũng xả sớm. Nếu mà chỗ thì chắc cỡ qua Tết là qua Tết Nguyên Đán là mùng 6 mùng 5 gì đó là có thể cắt rồi. Cái thời điểm cái tháng này là người ta xả phân tống, phân đón đồng lần 2, lần 1, lần 2. Nó dứt phân. Bữa nay xả nhiêu ký đây? 5 ký à. 5 ký. 5 ký hả? Rồi cái này là phân gì giải 5 ký? Lạnh với kali không à? Lạnh kali hả? Nước chỗ mà. Chỗ hả? Nước chỗ. Này cỡ khoảng 4-5 ngày nữa là chỗ á. 4-5 ngày nữa chỗ. Vậy lúa này được lúa này được nhiêu ngày rồi? Cái này cũng 4-5 ngày rồi. Nó lúa mùa này mình cỡ 60 ngày là nó chỗ đó, bởi vì mình thấy nó bị ba cái vàng cam nè. Ba cái vàng cam ha. Sợ nó ảnh hưởng gì lúa đó rồi đầu mình rước bậy nó 5 ký cho nó có sức lần nó đi vượt qua lần nó đẻ mà. Thì cưng con, cưng vợ, cưng gì là cưng phải nuôi cho nó đó. Nuôi cái tháng cuối cho nó đẻ đó. Nuôi lúc cuối lần cho nó đẻ. Bị gì kẹt không chị, chứ theo lúa này chưa cho nó gáo mùa xương nó giải với bà sợ ba cali cháy lá. Cali thấm lên cháy, nhưng mà cái này mùa xương cũng ít mà đỡ. Nó bữa nay có mùa xương mù lại nữa rồi đó. Mới gió được 2-3 ngày nay đầu cái có nữa. Này sương mù này là có bệnh lại nữa đó, bị đợt rồi nó cũng do 2-3 bữa sương mù nữa mà nó bị cháy này, không biết là do ảnh hưởng cái sương mù đó. Xịt liền. Bởi vì bữa đó thấy 2-3 bữa nó bị sương mù 2-3 bữa đó là qua lên ngày sau là thấy ảnh vàng thôi. Thì nó vàng liền đó. Nó vàng, mình không xịt không dưỡng là nó cháy nó khô luôn. Bởi vì mình sợ ảnh hưởng nè, bởi vì mấy rước chỗ nè. Này xả thêm công 5 ký nữa rồi tổng phân đầu vụ tới giờ nhiêu rồi? 40 ký đó, rồi bữa hổm cắt phân luôn là 35 ký, 37 ký, 37 ký, giờ rước 5 ký thì nó 42 ký, 42 ký. Tính ra vụ này là nặng hơn năm rồi. Gì? So với năm rồi là nặng phân hơn. Có 42 ký mà nặng gì trời, hả? Thôi ơi. Tại bữa... mình làm ít vốn. Ít vốn là nhiều ha. Đó cái miếng ở dưới khỏi cái mã đó, thằng hổm đó xả 70 ký, 65-70 ký đó. Cái ông này 80 ký, 70 ký hay 80 ký gì nè. Tại vì 75 ký nè. Cái này lúa gì à? Này OM. Này OM. OM18. OM18, này gần chỗ ha. Ở 4-5 ngày nó thấy bắp bự nè. Lá đài thấy cũng ngon mà. Mà điều lúa này xả nhiêu ký mà thấy lá nó hơi dày dày nè ta. Giống á. Bữa hổm xả giống cũng 25 ký á. 25 ký ha. 25 ký giống mà đều nhờ cái là lúa mình nó lên đều. Lên điều ha. Mắc lỗ. Bởi vì giờ mình thấy nó dày ha. Thấy nó dày. Mà dày mà xả phân nhẹ quá ha. Cũng được mà vốn cũng nhẹ. Chắc xịt thuốc nhiều không? Hôm nay mấy cử rồi? Giờ mới 2 cử đó, cử 18 ngày xịt sâu ống với 40 ngày cắt phân đó, xịt người người bệnh đó. 2 cử. Vậy là lúa này là vốn nhẹ có thể lợi nhiều quá. Dàn lúa này cũng không có cao ha. Cái ông bên đây cao hơn, phân nhiều cao ông hơn. Này ông thả, còn mình đây có chằng ba bonsai. Chằng bonsai ha. Mùa này chằng bonsai ha. Chằng sợ sập chứ. Trời. Thấy vậy chứ một công sập tốn tiền rồi thêm nó đi năng sức nó bị mấy cái cây học cậy nó không vô hết. Nổi rồi. Ừ. Thôi chẳng thà mình đứng ăn nằm. Người ta tấn 2 mình tấn 1 cũng được rồi. Vốn mình nhẹ hơn. Vốn mình nhẹ. Nãy đi rồi. Ô em là nhiêu ngày đây? 55 ngày. 55 ngày, 5 ngày nữa chỗ rồi. Là tới họng chưa, tới họng hết rồi về nè. Rồi hồi hôm qua có một chút chỗ bắp bự bự lại đi.
Vì là cái này 60 ngày chỗ rồi. Này 60 ngày chỗ. Này này 60 ngày nè. Ừ đó chỗ là sạc ngày chỗ đó. Ừ. Bởi vì thấy ta 60 ngày chỗ đó bị vừa hẩm tôi kẹt chuyện tôi sợ sao. Ừ. Cái này dàn bonsai luôn công cái công nhiêu trăm gram. Vậy vừa hẩm hơi nặng là 5 công ký. 5 công ký hả? Diện công 200 gram hả? Ừ. Cũng được rồi. Tại bữa nay có công chuyện cho nên sợ sớm, sợ kali nó bám vô cái lá đó. Tại vì giấc sáng này có sương mù đó mấy chú bà con mình. Lúa hột phân nó văng trúng đâu thì có hơi nước là nó sẽ cháy cái lỗ chỗ đó thôi. Nhưng mà cũng không có đánh đổi gì đâu, cũng bình thường à. Cháy gì 100 phần chứ được có chừng phần à, chứ nó không có cháy nhiều đâu. Thì nãy giờ anh cũng chia sẻ rồi đó. Là cờ anh này anh mặn giống OM18 mà lúa này thì 55 ngày đó mà anh xạ có 40 mấy ký phân à. Đó là rất nhẹ luôn. Nó mà cái này lúa này nó lùng á là anh có chia sẻ là có dàn bonsai là một công 210 gram đó. Còn bên đây nè, nó bên đây xả trước 5 ngày nó chỗ liệt xẹt rồi mà hiện tượng là nó màu vàng cam đó, không có sương mù mấy bữa trước á. Nó sương mù rồi nó ảnh hưởng nè. 2-3 ngày nay bắt đầu cái ổng gió lại, nó ổng gió đó, ổng gió thời tiết lạnh đó, bữa nay cái đầu ổng nắng, đó sáng này sương mù quá trời luôn đó. Anh giải phân là cái lá lúa là nó bay hơi nước lên đó. Mặn cũng tiết kiệm. Nó xạ xịt thuốc thì cũng ít nữa, hôm nay mới có 1-2 cử gì đó hay đó. Rồi phân thì có 40 mấy ký đó. Mà cái giống này thì xạ hơi dày, cái giống này xạ 25 ký. Giống hơi dày rồi nó lên đều quá đi rồi nó dày. Tại vì nó lúc trước xạ thưa cái này bị chết rồi, quá thưa luôn đó. Bây giờ năm nay đông xuân năm nay xạ dày nó lúa nó lên quá đều đó, cho nên giờ mà nó dày. À, mình cũng xin nhắc lại cái này là giống lúa OM18, nó giai đoạn là 55 ngày sắp sửa chỗ, 5 ngày nữa nó sẽ chỗ mấy chú bà con mình. Là khu đất này là Chi Tô Mang Giang, là bữa nay gãy công cho nó chỗ 5 ký, công có 5 ký thôi là giải ca lạnh với kali hai thứ cộng lại là công có 5 ký à đó. Gãy cho nó chỗ chứ không có rước đồng rước gì hết, tại vì lúa này nó sắp sửa chỗ rồi, nó còn 5 ngày nữa nó sẽ chỗ nó. Tại vì cái miếng kế bên người ta 60 ngày chỗ đó thì ảnh cũng 60 ngày chỗ đó. Thì cái này đúng rồi, cái này lên tới họng rồi mấy chú bà con mình. Cái anh thì cũng mặn cũng tư lúa này là cũng được. Tại vì cũng có chia sẻ nếu mà cao quá thì sợ đổ ngã rồi nó lại tốn tiền chi phí như là máy cắt rồi nè, rồi lúa bị hư nữa. Nó mới hụt cậy, anh cũng nói mới hụt cậy nó không vô gạo thì đúng rồi, ngã là mới hụt cậy nó không có vô hết. Cho nên Hà cũng dần bonsai. Video đến đây là hết. Xem và đăng ký kênh ủng hộ Đại Lúa. Xin chào và hẹn gặp lại.